Mến chào khán giả, em đang lên bến đò trên đây. Là bến đò của Sơn Đông. Vào buổi chiều học trò tan học tấp nập luôn, rất là đẹp. Ngay đây là ngay cái ngã ba, cũng là trường mẫu giáo của xã Sơn Đông. Giờ này học trò đang tan học à, khung cảnh rất là đẹp, mát lên đây. Xung quanh cây xanh rất là tốt. Phụ huynh đang chuẩn bị đón học trò hay học trò tan. Rất là nhiều phụ huynh trước cổng trường mầm non để đón học trò. Giờ tầm 4 giờ chiều rồi, mặt trời lặn, khung cảnh nên khung cảnh cũng khá là tối. Nước hôm nay cũng rất là đầy, nay nước rong nè, ở đầy nước thì hình như nhìn chắc cũng không có mặn lắm. Nguyên chiếc xà lan chạy đến nè. Đò giờ này cũng ít người nữa, giờ cao điểm nhất là khoảng 4:30-5 giờ. Xà lan này Trà Vinh chạy ngang chợ gạo về Trà Vinh, về Trà Vinh nè. Bến đò hai bên cây mát, gió liêu xiêu, trông rất là hữu tình. Xuống cửa chân à. Bến đò cũng bắt đầu rời bến đi. Nước thường thường là em đi ra ngoài giữa sông luôn á. Nếu nước cạn á, còn cái dốc mà để xe Honda chạy á, nó vượt ra tới nửa sông luôn. Hôm nay nước đầy. Nước đầy, nước lên tới mấy bờ luôn. Đứng ngay đây với chân thật tuyệt vời. Nước này sông lã chả đẹp quá. Nhà nước quy hoạch hai bên đây sẽ làm bờ kè xuống tới chợ gạo luôn nè. Nhưng mà chưa có làm, mới làm ở đoạn ở trên thôi. Còn đây vẫn còn nhìn hàng bần lá dừa, lá xé, rồi cây dừa nữa. Mai mốt sẽ làm bờ kè chạy dài luôn. Còn nguyên xà lan chở đá nè, chở đá mi. Đây là cái bến đò đẹp nhất của chợ gạo quê em luôn. Sông nước hữu tình, cây bóng mát, rợp bóng mát. Có những chiếc ghe là những xà lan chạy suốt luôn. Nước lớn giờ này xà lan chạy rất là rong nước luôn, chạy thoải mái không sợ phải mắc cạn. Xa xa đó là một cái ghe đi bể dừa.
ở đây chợ đò rất là sạch mát, trước là không có tráng xi măng, ở đây cũng rất là ẩm chởm nhưng bây giờ tráng xi măng rất là bằng phẳng, rất là sạch. Giờ này bắt đầu chiều rồi chứ bắt đầu sẽ có khách đi rai rai suốt. Trời mát à, khách đi qua lại từ thị trấn Chợ Gạo qua tới Nga, tới qua xã Xuân Đông. Em đang đứng gần xã Xuân Đông. Nguyên chiếc xà lan to đùng chạy à. Xà lan đó không có chở hàng, nó nổi lên rất là to luôn. Chiếc này đến từ Sài Gòn. Đây là ban chỉ huy quân sự xã Xuân Đông. Khu này xa xa có một chiếc ghe này. Một chiếc ghe nhưng mà không chở hàng, nó nổi lên. Chiếc ghe chở trọng tải cũng không thua xà lan nữa. Những chiếc ghe đóng bằng cây.